barrel, wall breakers, like that. But even in this game number one, we didn't see that. Kitashan only brought it. Blossom stuck with the old school, not old school, but still stuck with without putting in the wall breakers into his Mega Knight deck, which, you know, we thought it could have been in there because we've seen a lot of that in the challenge. But we'll see what happens. Yeah. Good number three. Exactly. With the miner. Bandit instead of wall breakers. Zach wa Blossom. Good game, Zach. Blossom got a big win. Big one for the team. If he beats Jack, that's another one. Not your miner. That's gonna be a huge win. The big flappy wings. Only OG Jack. Also bringing the barb. Just in case of any, you know, graveyard. No, because this feels a lot more balloonish to me. Oh, yeah. Để tiến miner phía bên trái sẽ có một hit đến từ con Dark Twin xong. Không có. Wait, no hit from the Dark Twin. Này là Sparky. Trời ơi, Sparky mà cái balloon thì nó biết nó được phanh được gì đây. We have the Hunter. Là một kèo khó rồi chắc. Take care of that balloon perfectly. Hunter đã ép được con Hunter, con balloon rồi. Fisherman. Okay. Tên này chắc chắn là chắc chắn là sẽ defend được vì đơn giản thôi. Bởi vì là họ ở bên kia Blossom anh ta không có đủ AD để có dùng landing hoặc là để thêm một con Goblin Dragon nữa. If you wanted to see what Jack had, he kept doing that. Jack has a cycle. Trong này bởi vì Blossom anh ta đúng rồi, Jack cần phải bỏ thủ bằng miner bởi vì làm tên vừa rồi thì Jack đã bị out cycle, Musk City và đang rất dễ bị landing trong tên này, nguy hiểm quá Jack ơi. Lightning không, nếu mà Lightning trong tuần này thì Jack rất dễ là bị thế. Họ sẽ không Lightning trong tuần này rồi. Thông thường nếu mà đặt ở trong cái tình thế là hai ở lý 2 ly là chúng ta sẽ có một cái Lightning ngay vào đầu ngay. Sparky. Sparky got the giant is just a one shot. Việc làm của Jack bây giờ đó chính là phải đẩy xa cổ nhanh hơn. Sparky should be good. Sẽ có Lightning không? Không, không nghĩ là có landing đâu. Rồi, giữ lại cái Infernal Tower rồi. Tốt. It's like when you scratch something, you nhưng mà trong cái tên này thì mình nghĩ ra chắc mình phải đập để thấp hơn. That's what he was. Hello, Messi. Try again next time. Lightning! Yeah, lightning chuẩn luôn. Down. Phải chặn ngay được. Yeah, ủa con Hunter tại sao để thằng ba luôn nào trụ như vậy nhỉ? Still some damage has been put onto the bottom. Okay, not too much other than lightning. Tiếp tục đẩy Balu kia bên trái, chắc chắn là như vậy rồi. Phải đánh cùng một người tướng với lại người tướng với lại Sparky. Snowball dùng con Skeleton đánh lạc tướng rồi, mang em nhầm rồi. Nhưng mà không có một hit nào đến từ Balu. Nguy hiểm. Fisherman. Tuần này lightning, sao có lightning không? Không, không có lightning rồi. Nhưng mà có Muscadine nằm xuống để bao luôn tiếp theo không? So that's good for Blossom, but can't really have a perfect. Anh ta cũng không liều. Perfect one big push because Jack. Anh ta đang suy nghĩ chậm lại một giây và anh ta suy nghĩ là sẽ đẩy bao luôn trong nào trong từ phía bên nào. Snowball sẽ có một ít của bao luôn không? Một ít từ bao luôn không? Phải dùng lightning rồi. Trời ơi. Thiệt tới 6 AD để defend một cái balloon, tuy nhiên thì vẫn có đam đến từ một cái balloon nổ ra. Và bây giờ sẽ là balloon đẩy lên. Không kịp rồi. Good idea khi mà là con Fisherman này kéo được Muscity, tuy nhiên thì trong cái tên này balloon. Này Jack, hay lắm. The Mega Minion did lock onto the balloon, but at the end Jack threw the giant snowball just to make sure that the balloon didn't drop. Nice win for Jack. The reason why I said Jack's in trouble with the lightning because I thought Blossom was going to actually. Nó là khi mà đánh đích chính của Neuron cùng team thì hoạt động trong cùng một lúc. His 1v1 record not so good, but keeping him not so bad. So okay, let's go, KK. Let's go, Jack. Good luck to both players. KK will actually be able to beat Jack, just like Roll Upon did. If not, Roll Upon has to come up again as the third man. To beat Jack, if he can, again. Here's what I felt about the season from KK. The meta didn't really fit KK too much.
way too many cycles of games, of course. Hello, bro. Sometimes hello, hello. Sometimes it benefits you better, sometimes it doesn't. I think, depending on the personal preference of your own card. Okay, good luck, both player. Your worst set just comes and goes from time to time. Yeah, but he had a lot more losses than he should have. I think that's the conclusion of what he had until this moment. But this is the important moment. If you win against Jack, bring the win to your team. Yes, KK, you've done your job for the season. Did you buy a square round pass? No. This is a no. So we'll see what happens here. I don't have money on my PayPal account. Big pressure. Okay, let's go. Draft me at the game. Yeah, they have to win. Oh. I'm looking at the record. Bye bye, Admiral. Calculating their sets wins are so and low. I think he's playing with the Man Royal Zion. No, Sparky. Oh, he keeps. From KK. Yeah. Như là giữ lại deck vừa rồi. Ooh, long grab from that fisherman. Yeah, fisherman. I think the same. The last matchup, the same last matchup. Oh, why? How to win? How to defend? How to defend that? Oh, he has zap. Was certainly ready for that. Oh, nine defense. Big push. Nice. I don't think it was close. Nice. I don't think so. I was like, oh, is it? And it was about 30. Yeah, it seemed, bro, how I can donate a course of Google Play? I'm from Spain. Sorry, bro, because I'm using iOS only. So, thank you so much, but I... Right now, I think you should keep for the quicker for you. With just the minor, thank you. Doing the chip damage. I'm using Google Play. But like I'm using it's just a one combo. So App Store, as not Google Play. If he can't, then it's over. No matter how much chip damage he has done. Yeah, better for KK because of course Sparky fires. Goes back for a second. Oh, look, one is fucking wow. Oh my goodness. That oh my goodness. Was more than good enough to just flip the tables. And balloon coming. I saw it too in the moment. It did not turn. Sparky did not turn her face. Yeah. No, not the same, not same. Because KK hit by using Lumberjack and Muskinty and Minions. Okay. Good defense from KK, but one hit. Snowball nutmeg is actually going nice, to let that catch. I think Zalaska dropping the tower. Fireball. Fireball. This time KK kind of working with nice Maya. Last time playing the mind game. Yeah, only 20 seconds. So good snowball again from Jack. So quick. Another snowball already. And Balu coming. Balloon. Balloon coming. It's a minor. And it's Balloon coming. All he has to do is maybe get the death damage, but he doesn't even have to. He's got the miner. Okay, he's an inferno soon, so good save up of the elixirs. Next to minions first. Yes, last guy. Fireball. Nice. Even with the zap, and not before, does not lock up to the tower. So, Jax. Did the death damage of Balloon and Minor, Mike on the back tower. Preset. Oh, in front of. Nice! Balloon! But still the balloon is Holy. Oh my god. Death damage and there's nothing going on the bottom left. Jack. Back to back win. It's game two. Jack, you're good. Good. Balloon. But a special balloon cycle. Up against him is roll up around from game win. Alright, we may just be able to see another 3-0 coming. Oh, good guy here. It was so unlucky. It's not like one sided games, but he's making all those cycles work every single time. Game number 4. Let's go to potential last game of the King of the Hill. Jack versus roll up around. Two roll up around. Red jacket. Bottom in blue. Ooh, Royal Ghost. October spooky time. Ghost. Do all of those missions. Pick a ram, maybe. Yeah, pick a ram. Minor pick a ram.
Not with the Ewes. Nope. Figure out Fisherman. Rampish? Yeah, I think they're just both going off and not using the wall breakers. They do. It's either the Hunter or the Spaki. Spaki, Spaki, because they make a Hunter. Jack is just gonna show the Pekka Spaki, right away. Yeah! GAMEWITH for King of the Hill, they're just sticking with the Spark, Deontay. Sparky day for GAMEWITH. They want all or well, nothing. Well, Fisherman goes that way. Well, by the way, come on. Oh, man, I'm about to run. Of course, you knew that was coming. That's not the big issue. Come on, hit the Sparky. Come on, hit the Becca. Thôi xong rồi, trong cái tên này rất khó để cho Jack có thể defend được một cái khoản làm hảo. Để whip đâu? Hunter nó sẽ bắn vào ngay, chết con whip, chết được không? Rất tốt, defend cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Hunter bắn được không? Không, có một hit nào lên từ Hunter. Rất tốt, liệu rằng đây là clean sweep không? Lần đầu tiên mình thấy Jack defend tốt như vậy. Fisherman sẽ kéo con Sparky về phía sau và nó sẽ kéo làm chậm lại con Sparky. Rất nhiều đam đến từ Ram. Rất nhiều đam đến từ Battle Ram. Sẽ không có Snowball không boss được xuất hiện. Và rất tốt. Defend cực kỳ hay. Đánh cứ như đánh tập vậy. Không sai một turn nào ạ. God sẽ có một turn của God nữa. Rồi, ngọt quá. Zap and an Ewiz. Jack just has to just... And he has a smaller cycle. Tiếp theo thì mình nghĩ là Jack không cần phải thả quá nhiều quân làm gì. Lightning! Good lightning from all across. Lightning trong cái tên này thì không có ý nghĩa gì cho lắm. Ewiz is not stopping the battle ramp. Oh. Yeah, didn't get the charge into tower. Specca nó sẽ defense cực kỳ tốt trong cái tên vừa rồi. Không có nhiều đam. Thả một con boss nữa. Chắc chắn là sẽ dùng poison. Volopron has to make a huge push, but you know he knows that he can't use the spark. You can see he's gonna put it in the back. He's gonna just go một phía bên trái thôi. Tên này không cần phải thả nhiều quá nhiều Eli đâu. Tên phía bên phải làm gì? Mình kiểu snowball nhưng mà đam lên sẽ làm việc cực kỳ tốt quá đấy. So, không quá quan trọng với con Sparky bởi vì là con Sparky này không quá cầu nó cũng sẽ bị defend thì chết rồi. Bây giờ là Goblin Giant. Sparky in time. Oh, phải thả nó Sparky trước. The Goblin Giant locks on full HP. Hecka. Nhưng mà nguy hiểm quá khi mà tốt Goblin. Oh, hay quá. Rồi, còn con Spiderman vẫn còn đấy. Nhưng mà trong cái tôn này mình nghĩ là chắc anh không cần phải là poison sớm hơn. Rồi, Godfam sẽ một giáp. Nice though! Sparky nằm xuống luôn và con Musk. Tuyệt vời! Giáp đánh hay quá! Đánh như đánh tập. 430 mấy máu rồi, con Hunter sẽ kéo lại ngược lại và Sparky bắt được poison rồi. Một giáp không? Không cần là một giáp. Let's get the Ewes before it's... Fisherman nằm xuống. Sparky yeah, không quá quan trọng bởi vì bên này chúng ta có minions. Bây giờ chúng ta có... Yes, with the Pekka. Và bây giờ Ewiz xuất hiện nữa luôn. Rồi. GG! Nice Jack Clean Sweep, đây là một chiến thắng ngọt ngào trước từ trước đến giờ khi mà Jack Clean Sweep được team GAMEWITH. Can't stop the poison. Ooh, no, with the zap, it's enough. Jack grabs a 3-0 victory. Ooh, for Fab Gaming. He has done it. Nice, congratulations, Fab Gaming. Congratulations. What a season Zach. For Fab Gaming. They just not know how to lose. Yes, clean sweep, clean sweep. And the Leo was.